Phong trọc tướng cướp khát máu tại Tử huyệt Quỷ Châu. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh OV Đại Bàng. Hơn 20 năm trước ở mảnh đất miền Tây xứ Nghệ, một đế chế mới hình thành, đế chế đá đỏ, đế chế của những trận huyết chiến kinh hoàng để tranh giành lãnh địa. Những ngày đó nhắc đến Quỷ Châu, dường như chỉ có một màu đỏ, màu của đá ruby và màu của máu. Tại đây phong trọc được xem như là tướng cướp khét tiếng nhất, khi có rất nhiều những phi vụ cực kỳ táo tợn giọt lệ của trời và máu của người. Những năm 90 thế kỷ trước, hàng vạn người tứ xứ đã đổ về Quỳ Châu, Nghệ An để tìm giấc mộng đổi đời. Có nhiều ngày đường về xã Châu Bình bị tắc nghẽn bởi ô tô, xe máy, kẻ gông người gánh. Khi đó cơ quan chức năng Nghệ An đã lập ra hàng loạt giao cản, trạm kiểm soát với lực lượng lên đến vài trăm người thường trực. Lúc cao điểm lên đến hàng nghìn người để ngăn cản dòng người tứ xứ ấy. Thế nhưng cố gắng đó cũng không thể ngăn cản dòng người điên cuồng đi tìm miền đất hứa. Chặn đường này thì họ đi đường khác, xuyên rừng, vượt suối. Chặn ngày thì họ đi đêm. Tất cả đều tìm mọi cách để có thể đến được những bãi đá ở Châu Bình. Một thời gian ngắn sau, ở những khu đồi có đá đỏ ấy, tiếp tục xuất hiện một loạt cai thầu, bường trưởng dữ tợn. Dưới trường những người này luôn túc trực hàng chục, hàng trăm phu đá lẫn đầu gấu. Chúng là băng đảng tranh cướp chiếm đất đào hầm khai thác đá, cũng như xua quân đi trấn lột, cướp đá của người khác. Đi kèm theo đó là những cuộc thành toán đẫm máu vì mâu thuẫn nảy sinh giữa các nhóm khai thác đá, biến Châu Bình những năm 90-91 trở thành một mảnh đất dữ dằn, nhuốm đầy máu và nước mắt. Bởi sự tan khốc ấy nên nhiều người đã ví ruby là giọt lệ của trời và muốn có những viên đá lấp lánh đó thì người chân phải trả bằng chính máu của mình. Cả bãi đá như một công trường thời trung cổ, không thiếu những vụ dân đảo thuê ăn nguyên cái xà bèng chết ngay tại bãi vì tội giấu đá đi Đàm phù cũng bởi ló mắt vì lợi dụng cũng dùng đủ trò để tẩu tán chiến lợi phẩm của mình tìm được nào là nhét vào hậu môn nuốt ngay vào bụng đương nhiên dám làm thế là họ liều mạng bởi khi bị bưởng trưởng phát hiện họ có thể phải trả giá bằng chính mạng sống của mình khi có người chết thì thi thể được đưa ra đặt ở lề quốc lộ 48 chờ mang về quê chôn cất tất cả những cái chết ấy đều có nguyên nhân duy nhất là chết do sập hầm tìm hiểu chuyện này chúng tôi đã may mắn gặp một cựu phù đá ở nghĩa đàn nghệ an anh này bảo đến giờ anh vẫn thấy nồi da gà sợ hãi bởi đã có lần tận mắt thấy cảnh bường trưởng hành sự dã man phù đá khi phát hiện phù đá định ăn một mình anh này kể đợt ấy anh cùng bạn lên châu bình làm thuê cho một bường trưởng khét tiếng khi mới vào hầm được vài ngày anh đã phách lạc hồn siêu bởi tận thấy cảnh hành quyết tàn độc ấy chuyện xảy ra ngay tại hầm bên cạnh nhóm làm thuê ở hầm đó gồm có 5 người sau nhiều ngày kiếm tìm đã may mắn phát hiện một vỉa đá đẹp tuy nhiên thay vì nộp cho chủ hầm thì nhóm này đã bàn nhau giấu nhẹm bằng cách người đút vào hậu môn người nuốt ngay vào bụng thế nhưng đen đủi chuyện đó đã bị đám đầu gấu phát hiện ngay lập tức đám phu đá trên đã bị triệu tập và ngay lập tức một người xấu số đã dính đòn phủ đầu. Một đầu gấu dùng nguyên cây xà beng đập thẳng vào đầu, chúng đòn tàn độc, phù đá đó trợn mặt chết. Chưa hết sự xong, đám đầu gấu còn lột sạch quần áo của người xấu số để kiểm tra xem có đá quý được cất giấu hay không. Kiểm tra khắp mọi trần tờ kẻ tóc, mấy phù đá còn lại thấy cảnh đó đã quá sợ hãi và chẳng cần tra khảo, họ vội vàng khai nhận và giấu đá vào hậu môn. Những viên đá nhét vào thì dễ, nhưng lấy ra thì quá khó Vậy là chỉ một lát Cả bốn phù đá đều người ngợm thầm tím Máu me đầm đìa Khi lấy được đá ra Thì viên nào viên ấy cũng lấm lèm máu Nhưng như vậy chưa đủ Vì chủ hầm không tin phù đá Chỉ giấu giọt lệ của trời vào chỗ đó Hắn nghĩ các phù đá còn nuốt Cả một gia tài đó vào trong bụng Vậy là theo lệnh của bưởng trưởng Một gã đầu gấu đã tì vai, túng tóc Giật ngược cổ phù đá lên trời một gã thì tay bóp mồm, còn tay kia tống thẳng vào họng phù đá để móc. Màn kiểm tra ấy, đám phù đá nôn cả ra máu. Sau màn móc họng thì một chậu nước xà phòng nữa được đưa lên. Như lần trước, mấy phù đá bị nhồi nước xà phòng vào họng. Lần này thì đúng là rửa ruột, và nếu có thể thì đến cả tim gan phèo phổi thì phù đá cũng phải phả ra. Theo người từng làm phù đá ở nghĩa đàn ấy, thì sau đó bốn phù đá được những đồng nghiệp thương tình đưa vào rừng dựng lều cho ở tạm và phải mấy ngày sau họ mới tỉnh lại sau trận hành xử kinh hãi ấy. Những người đào đá đỏ thời đấy chắc không ai quên được cuộc hỗn chiến giữa người dân xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp với dân Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn ở Đồi Tỷ. Lần đó trong khi đang khoét hầm hàm ếch để tìm đá đỏ, người dân Nghĩa Minh bất ngờ phát hiện thấy một vỉa lớn, khả năng có rất nhiều đá đỏ. Thông tin đó nhanh chóng được thông báo ngay cho bưởng trường. Cách đó mấy mét, có một hội dân Yên Hợp cũng đang khoét hàm ấy. Chẳng hiểu thế nào thông tin người dân Nghĩa Minh tìm được vỉa đá lớn nhanh chóng đến tài xếp của họ. Ngay lập tức xếp này ra lệnh cho anh em khoét thông sang hầm của dân Nghĩa Minh để tranh giành phân chia mỏ đá. Lúc này dưới hầm sâu, ba người dân Nghĩa Minh đang thuần thoát chuyển lên trên những bì đất để đi đãi thì phát hiện mấy người dân yên hợp từ hầm bên kia mỏ sang. Sau một hồi cãi vã, dân yên hợp cầm xà beng, táng thẳng. Không kịp chống trả, hai người dân nghĩa minh bị đánh vỡ đầu chết ngay tại chỗ. ngày tìm quân minh bị giết dưới hầm, bường trưởng của hầm bên phía người dân nghĩa minh vội huy động anh em với mã tấu, xà beng chống trả quyết liệt. một trận hỗn chiến xảy ra ngay trên miệng hầm, đất đá từ trên đổ ầm ầm che hết cả miệng hầm. lần đó phải đến ngày hôm sau người ta mới bới đất đưa xác người dân nghĩa minh để đi chuẩn cất. đêm hôm đó cả một chiếc xe bán tải chở la liệt người bị thương tiến thẳng đến bệnh viện huyện Nghĩa Đàn để cấp cứu. Ông Trùm khét tiếng Để tồn tại ở vùng đá đỏ này, thời đó, đám giang hồ bảo kê thường phải chém giết lẫn nhau. Thủ phủ đá đỏ đã từng chứng kiến những trận huyết chiến kinh hoàng giữa các bằng nhóm giang hồ. Thì thoảng lại có tiếng nổ xé tan màn đêm đặc quánh. Cứ một viên đạn bay ra thì y rằng có một người nằm xuống. Những cái tên như Phong Trọc, Tường Lợn, Phương Tây Trái, Đường Mặt Rộ, Hà Lì mãi mãi là nỗi khiếp đàm đối với người dân đi đảo Đá Đỏ. Tuy nhiên, sau một thời gian tranh giành ngồi soái ở tử huyệt Quỳ Châu, cuối cùng, giang hồ lãnh địa máu cũng tìm ra cho mình một ngôi vương với cái tên Vi Văn Phòng, thường gọi là Phòng Trọc. Trước khi cơn sốt đá đỏ nổ ra, Phong Trọc từng có hai tiền án về chấn lột và đang ăn cơm tù. Những ngày trong trại giam, gã bắt thân với một số anh chị khét tiếng, hẹn ngày trở về xã hội sẽ tìm về Quỳ Châu với bản thân khát máu của mình sau những trận huyết chiến phong trọc nhanh chóng dẹp yên những đám giang hồ khác để leo lên ngôi bá chủ a ca đạn là những thứ vũ khí mà toán giang hồ do phong trọc cầm đầu vẫn thường sử dụng Tương lợn phương tây trái hà Lì lần lượt bị khuất phục dưới thủ đoạn tàn bạo và ma mãnh của vi văn phòng dưới sự hỗ trợ đặc lực của đường mặt Rộ, tức nguyễn văn đường không chỉ bảo kê ở bãi băng nhóm của phòng Trọc còn tổ chức cướp đá của những phu đá vào đây tìm kiếm cơ hội đổi đời. Trẻ không thà, già không thương, bất cứ ai rời bãi đá trở về là chúng bất ngờ ập đến cướp phòng. Một đêm thượng tuần tháng 6 năm 1991, có hai bóng đen lầm lũi cắt bìa rừng đón xe về nghĩa đàn, một già một trẻ. Người già đang húng hắng ho, thi thoảng đang đi lại đổ vật xuống như cây chuối khô bị gió bão quật xuống vệ đường đang bước cả hai cha con giật bắn khi nghe tiếng quát phát ra từ bụi rậm ven đường kiếm được hàng rồi giờ tính bài chùa à? muốn sống đưa lô hàng vừa đào được ra đây người cha đang trong cơn ớn lạnh vì sốt rét mở đôi mắt mệt mỏi bạc trắng nhìn những người lạ mặt chân tay run bần bật va cả vào nhau hai cha con nép lại ôm chặt lấy nhau tiếng cô con gái nói không thành lời bố tôi bị sốt rét phải đưa về bệnh viện gấp Chứ có phải đào được đá đỏ đâu Mong các anh thương tình Để tôi còn dìu bố ra đường Xin xe về chữa bệnh viện Lục lọi chán chê Nhưng không tìm thấy gì đáng giá Ngoài mấy đồng bạc lẻ Mấy tên cướp tức mình chửi tục Quay sang cô con gái đang khóc lóc Bất chợt chúng nổi cơn khát nhục dục Mặc cho người cha van xin rát hết cổ họng Chúng tung chân đá văng ông sang một bên Rồi mang dây thừng chói nghiến vào gốc cây Mấy tên cướp xuống vào thi nhau làm nhiều cô gái trước ánh mắt gần như tê dại của người cha già khốn khổ. Xong việc, chúng trói tiếp cô gái, cười hà hê và mất hút trong bóng đêm. Phải tờ mờ sáng, hai cha con mới tự tháo dây, ôm nhau khóc lóc và lê lết đi ra đường quốc lộ. Sau này mọi người lúc đó mới biết, hai cha con bất hạnh đó đã đụng phải băng cướp phòng trọc. Sói hoang tàn ác và kế hoạch táo bạo. Gây quá nhiều tội ác, Phong Trọc rơi vào tầm ngắm của lực lượng công an. Một chuyên án truy bắt tên đầu đảng khét tiếng này được thành lập. Phong thấy động, hắn nhanh chóng trốn vào rừng sâu cố thủ. Tuy chui lủi nhưng không vì thế mà Phong từ bỏ những gì mình đã giành giật bằng máu để có được. Lúc thì gã trốn trong rừng xanh, chỉ huy đàn em. Lúc thì lại chui ra bẻ nứa giữa sông Hiếu để trốn. Có nhiều lần lực lượng công an phát hiện ra tùng tích, suýt bắt sống được gã lại liều lĩnh nổ lựu đạn tìm cách tẩu thoát. Về sau cảm thấy nguy cơ luôn cận kề, vì văn phòng ở hàng trong rừng, hàng ngày gã vác hàng nóng lang thang dọc bờ sông, bất cứ thuyền bè nào qua lại bị bắt gặp, chủ thuyền đành ngon ngọt nộp tiền mãi lộ. Dân bờ sông khiếp ba đời nhà gã, chỉ mới nghe thấy tiếng phòng chọc đã im thìn thít, vâng dạ làm theo mọi yêu cầu, không một ai dám phản kháng. Nhất là mấy bè gỗ phòng thấy lao ra dùng hàng nóng cướp trắng. Cướp được gỗ, gã bắt mọi người trên thuyền bốc xếp lên bờ. Gặp thuyền khác đến, Phong lại bắt vào mua đám gỗ đó với giá cắt cổ. Những đồng tiền kiếm được, gã lại nướng hết vào thuốc và gái. Cái lán lợp lá chuối trong rừng chỗ Phong trọc buổi tối mò về ngủ, hắn luôn cất giấu đủ loại vũ khí, toàn hàng nóng. Và cứ thế có động là chẳng cần nghĩ nhiều. Hắn vái đạn như vãi chấu. Không những thế, phía bên kia bờ sông Hiếu Phong còn bố trí một đệ tử tên Quỳnh dựng lều ngay cạnh sông để cảnh giác. Chỉ cần thấy động, Phong nhanh chân lùi ngay vào rừng cố thủ. Đó là tên cướp quá hung hãn và nguy hiểm. Việc truy bắt gần như không thể, chưa kể thiệt hại về sinh mạng là chuyện dễ xảy ra. Do đó lực lượng công an xác định chỉ có những người địa phương nói tiếng Thái, Phong dân tộc Thái, may chăng mới có thể tiếp cận được và chờ thời cơ. Vậy là một tổ công tác gồm 4 người bao gồm những thanh niên gan dạ trong vùng Châu Bình được thành lập và huấn luyện thành những đặc nhiệm tình nhuệ với nhiệm vụ bí mật là bắt sống tên tướng cướp khát máu này. Trong đó, tổ trưởng là anh Lang Văn Hóa. Thời điểm ấy, anh Hóa mới 27 tuổi. Anh Hóa vốn là người miền Bắc, trước là lính bộ binh, từng chiến đấu chống quân Trung Quốc ở mảnh đất cuối xây thịt vị xuyên Hà Giang những năm 1985-1986. Đến lúc ra quân cảm thấy mảnh đất Châu Bình là nơi rất dễ làm ăn anh đưa cả nhà về đó sinh sống. Tuy nhiên, mới được thời gian ngắn thì cơn sốt đá đỏ xảy ra. Một buổi chiều tối cuối tháng 11 năm 1992, bốn thanh niên bôi bẩn mặt mũi, đóng giả làm dân xã hội, đi bè trên sông Hiếu. Họ lần la đến gần nơi trú ẩn của chủ soái giang hồ đế chế đá đỏ. Khi ấy phòng chọc đang ngồi trong lán. Thấy người lạ, gã bật dậy nhìn gầm gầm, tay lầm lầm hàng nóng. Tuy nhiên sau mấy câu xét hỏi, Thấy đám thanh niên toàn người nói tiếng Thái nên phòng chọc cũng bớt đề phòng. Nhất là sau khi lục lọi đồ đạc, gã cũng chỉ thấy nhóm mang theo mấy bộ quần áo với bẩn. Ngồi nói chuyện chán chê, nhóm thanh niên lạ mặt đứng dậy chào gã, lên thuyền xuôi về phía nam. Tiếp cận, bắt phong chọc khi đó với tổ đặc nhiệm này dễ như trở bàn tay, nhưng đưa được hắn ra khỏi rừng mới là khó. Bởi thấy động, đám đàn em của sói rừng này sẽ nhanh chóng liều chết giải cứu cho đại ca bởi thế tổ công tác trên chỉ được phép tiếp cận chứ bắt thì phải có lệnh từ thượng cấp khi thời cơ đã chín mùi từ đó những lần sau thỉnh thoảng chiếc bè chở bốn trinh sát lại xuất hiện và lên lán ngồi tán gẫu với phòng trọc lúc thì họ mang rượu thịt ăn nhậu có lúc còn sử dụng cùng hàng cấm sau nhiều lần như vậy đã nắm chắc được đường đi lối lại nhóm thanh niên dần tạo được sự tin tưởng của tướng cướp cũng là lúc lệnh bắt sống gã được phát ra Nửa đêm một ngày cuối năm 1992, Phong Chọc đi mua thuốc vừa về đến lán. Ngay lập tức bốn bóng đen phục sẵn bên trong lao ra cuột ngã. Một cú đấm cực mạnh giáng thẳng vào gáy, khiến tướng cướp ngã rúi rụi. Phong chưa kịp hoàn hồn thì bị một người dùng thuốc mê xịt thẳng vào mặt, khiến hắn ngất xỉu. Phía bên kia sông, tên Quỳnh cảnh giới vẫn không hề hay biết có động. Anh em chói nghiến Phong Chọc lại, còng tay, bịt mồm, không cho kêu la và bởi đã thuộc đường đi lối lại nên nhóm đặc nhiệm thay nhau cõng phong trọc tẩu thoát khỏi cánh rừng u tịch chỉ một thời gian ngắn sau ngày chủ tướng bị bắt băng cướp rừng xanh đế chế giang hồ vùng đá đó cũng dần tan rã lần đó phong bị kết án bảy năm tù lúc gạ hết án thì cũng là lúc mảnh đất châu bình đã bình yên trở lại quá tàm bà bận lần này phong quyết chí hoàn lương và một thời gian ngắn sau thì chết bởi ung thư gan giờ thì châu bình lãnh địa máu một thời yên bình đến kỳ lạ. Con đường mòn dẫn từ quốc lộ 48 vào đồi tỉ vắng hoè vắng hoắt Thì thoảng mới có một vài người đi chăn trâu hay lấy củi trong rừng đi vào con đường này. Ngay cạnh đồi tỉ có một công ty khai thác đá quý, nhưng tìm mãi mới thấy một vài người đang chăn gà. Trong nhà máy ấy vẫn có những chiếc xe tải, nhưng bỏ không, hoen gì. Máy móc, dụng cụ khai thác nằm im một chỗ đã hơn chục năm nay. Cảnh vật hoang tàn im lìm đến đáng sợ. Bây giờ chuyện về đá đỏ với những người ở Châu Bình thì như chuyện cổ tích xa xưa. Và đó là một cổ tích buồn. Người dân Châu Bình bảo những huyền náo về đá đỏ khi trước chẳng khác nào một vết thương đang dần liền ra. Thắm thịt như những đồi tỷ, đồi triệu chỉ là cái tên trong ký ức xa xăm. Trên đây là hồ sơ phòng chọc tướng cướp khát máu tại tử huyệt Quỳ Châu. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, Hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.